này ai cũng tin, người ta đến với nhau cũng không chỉ bởi tình yêu đâu. Nên nay ai cũng cố để thêm giàu sang với thêm xinh đẹp mà ước chi mình cũng xinh. Thời nay ai cũng xem và đồng tiền vui chứ đâu có xem ba chuyện tình cũ vơ. Hay lanh quanh xuống phố với ly cà phê thơm mát ai mơ màng. Để rồi ta bỗng thấy em để hình bóng đó mất nhẹ qua nắng mai. Cho dù em xấu hay xinh đừng mong anh vẫn yêu. Xin đừng quan tâm khen chê hay bỏ qua hết đi. Đừng lo lắng gì vì anh đã chọn cho mình chính em. Ai thật lòng yêu em không yêu vì nhan sắc đâu. Hãy thật vô tư nghe em cười vui mỗi ngày. Giàu sang cũng là buồn vui cũng là cuộc sống. Gọi thầm tên em. Oh, 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 oh. Bắt đầu họp. Hôm nay vì bác sĩ Toàn không đến kịp nên tôi phân công bác sĩ thay thế để tiếp tục ca sửa mũi nâng ngực. Không có cái gọi là tranh công cướp việc gì ở đây. Bác sĩ Toàn quá hồ đồ. Tôi rất thất vọng vì các bạn là bác sĩ tầng lớp trí thức mà lại hành xử không khác gì côn đồ. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, nhưng có tài mà không có đức thì là người vô dụng. Bác sĩ Toàn phải làm bản kiểm điểm để xin lỗi các đồng nghiệp của mình. Rõ ràng là có người muốn hại tôi, thuê giang hồ để đụng xe tôi, lại còn gây gỗ để cho tôi tới không kịp. Rõ ràng là có âm mưu. Bác sĩ Toàn hãy bình tĩnh đi. Bình tĩnh? Bình tĩnh cái gì? Bình tĩnh để xin lỗi những người đã hãm hại tôi hả? Viện trưởng bị sao vậy? Nhìn thái độ của họ đi. Họ cố tình hãm hại tôi hết đó. Bác sĩ Toàn ăn nói cho cẩn thận. Dám nói viện trưởng bị gì hả? Tôi nói cho mấy người biết, tôi không cần. Với tài năng của tôi, nếu như bước ra ngoài thì bao nhiêu thẩm mỹ viện sẵn sàng mở cửa chào đón tôi kìa. Mấy người đừng vội đắc ý, không được lâu đâu. Bác sĩ Toàn, cậu hãy bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Viện trưởng, ông định đánh đổi hết tất cả chúng tôi để lấy một mình bác sĩ Toàn thôi sao? Đúng rồi viện trưởng.
chán lắm rồi đó. Rảnh rỗi quá mà. Anh thích làm việc thôi à? Thôi, chơi với em cũng vui mà. Với lại hả, người giỏi như anh thì thiếu gì chỗ chào đón, đúng không? Buồn hồi quá trời luôn nè. Thôi đi, đi đâu cũng bị nói xấu hết trơn á. Cảm giác lúc nào cũng bị người ta soi mói, không một chút thiện cảm nào hết. Mà nói thì cũng bực mình mấy thằng cha bên thẩm mỹ viện của anh ghê á. Mấy cái người đó mới là những người bất tài, không có đức nè. Anh để ý người ta nói làm chi, đúng không? Ở bên em, có em được rồi. Nè, anh cũng hiền lành, cũng chân chất nè. Không biết tại sao ai cũng ghét anh hết trơn vậy ta. À, thôi đi trời. Anh hả, không chảnh làm giá thì ai nữa? Em mà cũng nói anh vậy sao? Em nói thiệt mà. Trời, cái này á là em nói thiệt. Em á hả, yêu anh thật lòng nên em mới nói cho anh nghe để anh sửa sai đó. Thôi đi, tha cho anh đi. Em đó, em cần anh như thứ đồ chơi đẹp của em thôi. Em biết gì về tình yêu, biết gì mà sửa sai. Sao anh kỹ vậy? Sao lúc nào anh cũng nghĩ là em không yêu anh thật lòng là sao? Nè, đến với anh á, không có tốt cho em đâu. Anh có hoàn cảnh khó nói lắm. Hoàn cảnh gì? Đến với em á thì đám con gái không còn bu quanh anh nữa chứ gì, đúng không? Không, anh không phải là cái người mà mê chuyện trai gái như là em nghĩ đâu. Mà tại sao em với mọi người lúc nào cũng nghĩ tới cái chuyện đó vậy ta? Cho dù là có 10 năm hay là 40 năm nữa, anh cũng không thay đổi được đâu. Anh cũng là anh thôi à. Em đùa thôi mà, có ý gì đâu. Sao tự nhiên lại tuôn một trạng vậy? Anh thôi mà. Ủa, đang nói chuyện mà anh đi đâu vậy? Vệ sĩ của em tới kìa. Vệ sĩ gì? Trúc. Trộ má, tới này chi? Sao con theo nó hoài vậy? Nó đã thân bại danh liệt rồi mà con theo nó chi vậy? Con yêu ảnh vì con người ảnh, chứ có yêu gì danh tiếng của ảnh đâu. Trời ơi trời. Mà ảnh là người giỏi bị người ta hãm hại chứ bộ. Mới có một chút thành công mà lên mặt. Bà nói con nghe nè, đây là bài học đáng giá cho nó. Đừng có dương dương tự đắc như vậy. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Đó. Còn thấy nữa không? Ha. Còn thấy không? Mới nói núi này cao là nó chơi bà liền. Với cá tính chảnh của nó không bao giờ thành công được đâu. Nói tóm lại á, là con sẽ mãi yêu ảnh, bên ảnh, cho dù ba có ngăn cấm hay là khủng bố ảnh bằng cách gọi điện đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì đâu. Tình yêu của con là kiên định rồi. Nó bây giờ thân bại danh liệt rồi con. Ba không thích con quen cái thứ đó. Chắc chắn là anh bị hãm hại mà. Trời, ba nghĩ đi, cái giới này có một nhúm mà. Bây giờ gặp nhau không nói chuyện thì nói chuyện với ai giờ? Với lại á, anh Toàn cũng là ngôi sao sáng nhất, nên họ cảm thấy bị đe dọa muốn hãm hại ảnh là chuyện bình thường thôi. Thôi đi con. Thôi, bây giờ chuyện của người ta để cho người ta giải quyết. Giờ trưa rồi, ba với con đi ăn cơm ha. Ba cũng đói bụng rồi, đi. Thôi, không ăn gì đâu, bụng dạ nó đâu ăn. Ba đâu có hiểu nổi nỗi đau khổ của con đâu. Bởi vậy, ba không bao giờ chia sẻ được cái gì với con hết trơn á. Đáng lẽ cái lúc này á là ba phải giúp cho ảnh, chứ quyền lực to lớn của ba để làm gì? Ghét ba ghê. Dở ẹt. Ê mấy bà nghe vụ bác sĩ Toàn chưa? Nghe đâu là sắp giải nghệ luôn rồi đó. Trời ơi, làm gì mà sốc dữ vậy không biết nữa. Bà vừa dán cho bà một đòn sấm sét đó nha bà Kim. Nè, bình tĩnh lại. Ủa,
Tôi tưởng là cái chuyện này bà phải biết rồi chứ. Tôi nghe đâu bác sĩ Toàn sửa hư cho người ta đó. Tôi cũng nghe nói chuyện này á lâu rồi, nhưng mà tôi cũng không dám tin, sợ mình nghĩ quan cho người ta. Với một phần nữa hai bà vẫn làm ở chỗ đó mà, mặt mũi sao đâu. Không thể nào có chuyện đó được. Bác sĩ Toàn là người tôi tin tưởng nhất mà. Đi thôi. Cả cái thành phố này á, tôi chỉ biết trông vô bác sĩ Toàn. Giờ giải nghệ tôi biết gõ cửa ai đây. Nè bà Xuân nè. Hả? Làm vừa thôi, làm riết á nhìn không ra luôn. Mai mốt á hả, chồng bà không nhận ra bà cho mà xem. Chồng tôi á thấy tôi làm đẹp, ổng còn khoái tôi hơn nữa là khác. Đời không như là mơ đâu người đẹp giao kéo. Trời ơi mấy ông chồng đó hả, lúc nào cũng lải nhải, yêu vợ, muốn vợ đẹp, toàn là nói dối. Thực tế đó hả, à, chỉ là khen cho có, rồi hả xúi vợ làm thẩm mỹ cho xấu. Thực tế hả là đi với bà khác chứ có gì đâu mà. Trời đất ơi, làm gì có chuyện đó đúng không? Ừ. Tôi thấy á là chồng bà Xuân á thương bà Xuân dữ lắm đó nha. Ừ, đúng rồi, tới lúc đó đó hả, cái người đó rớt cái vỏ bọc đẹp đẽ ra rồi đừng có ngồi mà khóc nghe chưa. Đối với đàn ông á hả là phải tỉnh táo, tin bản thân mình trước cái đã. Như tôi nè, sống một mình khỏe re, thấy không? Thôi đi. Hiện tại thì chúng tôi không có nhu cầu tuyển thêm người. Rất hân hạnh được bác sĩ Toàn chiếu cố. Nhưng mà hệ thống thông tin truyền miệng cũng nhanh quá ha. Coi như là tôi hết đất sống rồi. À, không có chuyện đó đâu. Chỉ là thôi được rồi, không sao. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn anh. Chào. Chào. Dạ em chào bác sĩ Toàn ạ. Chào. Dạ mời anh. Ừ. Thằng Toàn nhìn thấy mà ghét. Ra vẻ ta đây, làm như là nó giỏi lắm không bằng. Em thấy bác sĩ Toàn cũng giỏi mà, đâu có gì đâu. Tụi này cũng giỏi vậy, còn giỏi hơn cả nó nữa. Cái loại người như nó thì không bao giờ ngóc đầu lên được đâu. Tên của nó nằm trong danh sách đen tất cả các thẩm mỹ viện trong thành phố này rồi đó. Với tư cách của nó đó hả, thì ai, bác sĩ. Ai mà dám hợp tác với nó nữa. Chứ không phải là bác sĩ Toàn bị toàn bộ hệ thống mình cô lập rồi hay sao? Anh Toàn, em có mua đồ ăn cho anh á, anh vô nhà ăn đi nha. Nhé. Anh không ăn đâu. Anh là người như thế nào
mà sao tụi nó liên kết lại? Chơi xác chán anh như vậy. Chuyện đâu còn có đó. Anh xuống ăn đi, em nói chuyện cho anh nghe nha. Mình mau xuống ăn đi anh, nhanh lên. Anh làm sao vậy anh Toàn? Em không nghĩ là anh lại là người yếu đuối thối chí như vậy á. Anh à, nghe em đi, em có cách giải quyết hết mà. Anh đi. Trời đất ơi, nếu như mà anh không tin á thì anh cứ nói ra đi. Anh cứ im vậy hoài, không thấy khó chịu hả? Anh chán nản lắm rồi, đừng có làm cho anh mệt mỏi nữa. Nhìn em nè, em hả sẽ nói với ba em giúp anh. Anh biết á là ba em có nhiều tiền và quyền lực tới cỡ nào mà. Ba mà còn có thể mua được nửa cái thành phố này thì làm sao mà không giúp cho anh được. Anh nghĩ ba em sẽ không giúp đâu. Ba em ghét anh, hiểu chưa? Gốc quá. Anh tin em đi, em sẽ làm mọi cách đó để mở thẩm mỹ viện cho anh. Anh sẽ không phải đi làm công nữa. Tin em đi, em sẽ ép ba em được mà. Ba nói rồi, không được là không được. Làm sao mà không được? Ba đầu tư vốn mở thẩm mỹ viện cho ảnh, còn hơn là ba cho xây cao ốc nữa. Với lại vốn cho ảnh cũng đâu có bao nhiêu đâu ba. Ba biết, nhưng mà... Thôi được rồi, con đi ra ngoài đi, để ba nói chuyện cậu Toàn một chút. Không, con ra ngoài lỡ ba làm gì ảnh rồi sao? Con có muốn ba đầu tư cho cậu ta không? Ừ. Nếu muốn thì con đi ra ngoài, còn nếu không á thì ba đi. Ba. Vậy thôi, ba ở lại nói chuyện với ảnh nghe. Con đi pha nước cho hai người uống nha. Ừ. Tôi đang tự hỏi, có phải là cậu làm giải phẫu thẩm mỹ nhiều quá, cho nên là cái dây thần kinh cảm xúc của cậu nó có bị cùng mòn không? Cậu sống mà cậu dựa dẫm vào một đứa con gái như vậy, cậu không cảm thấy mắc cỡ à? Chú là người lớn, cho nên cô không muốn hộn với chú. Nhưng mà chú phải suy xét cho thật kỹ, cô ấy tự kéo con qua đây để ép chú lo cho con, chứ con không muốn nhờ vả ai hết. Nhưng cậu không biết từ chối à? Thôi được rồi, vậy chúng ta lật bài ngửa với nhau luôn đi. Con đang cần một sự hỗ trợ lớn, còn bé Trúc đang cần con. Đây là một sự đánh đổi có lợi cho cả hai bên, chú thấy sao? Hay, hay lắm. Cuối cùng thì tôi cũng biết được bộ mặt thật sự của cậu. Tôi không thích những kẻ nham hiểm. Bây giờ quyết định như vậy đi, tôi sẽ đầu tư cho cậu, và đổi lại cậu phải tránh xa con Trúc ra. Đĩa thì đừng có đeo chân hạt. Hút máu nơi nơi xong thì đĩa sẽ tự rơi xuống bụng, chú không cần phải căng dặn. Con mời ba. Anh uống nước đi. Ừ. Ba, bàn chuyện xong chưa? Xong rồi. Vậy giờ mình người chung xuồng đúng không ba? Cái gì chung xuồng? Nhưng ba vẫn còn một chuyện cần cậu Toàn làm. Gì ba? Ba phải tận mắt chứng kiến tài nghệ của nó. Có thể là trước kia cậu ta tài giỏi, nhưng mà tại sao lại bị đồng loạt tẩy chay như vậy? Ba rất nghi ngờ về nghề nghiệp của cậu ta. Ảnh bị người ta hãm hại mà ba. Ba không muốn nghe, mà ba chỉ muốn nhìn. Nếu được thì
cậu Toàn phải có một màn biểu diễn tay nghề coi. Bà vô lý quá mà. Không phải là cậu rất nổi tiếng sao? Kiếm một người tình nguyện để cho cậu giải phẫu, tôi nghĩ không khó đâu. Có đúng không? Dạ đúng. Ảnh đang trong lúc khó khăn mà ba còn thử ảnh này kia nữa. Kiếm đâu ra người mà thử. Ba, có con này ba. Con muốn nâng mũi lên cao một chút, rồi chỉnh răng nữa, làm cặp V-Line. Dạ đang hot lắm. Con cần gì sữa nữa? Sao vậy? Cái răng của con là giống răng của má con từ đó giờ á. Hồi đó ba thương má con á là tại vì má con có răng giống y răng con vậy đó. Chỉnh cái gì? Không cần chỉnh. Nó không cần phải sửa. Có đúng không cậu Toàn? Tôi tin là còn rất nhiều người muốn được cậu giải phẫu thẩm mỹ. Nếu mà kiếm một người để cậu kiểm chứng tay nghề, tôi nghĩ không khó. Có đúng không? Sao? Hay là cậu không còn tin vào tài năng của mình nữa? Dân. Ôi, trời, 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 trời. Má, trời ơi trời. Má có sao không? Nói nghe nè, tới đây rồi mặt mày phải vui vẻ lên. Con có thấy đây là một cơ hội ngàn năm có một không con? Cũng giờ á, má con giỏi nghe ngóng nên mới biết được cái ngày đó. Tới đây rồi là phải vô liền. Chứ sao người khác ta nhào vô rồi sao? Má giỏi nghe ngóng tin tức. Sao má không biết bây giờ bác sĩ Toàn đang bị tai tiếng dữ lắm á? Tin đồn trên mạng đầy ra đó. Trời ơi, đó chỉ là tin đồn thôi con ơi. Nói gì nói, bác sĩ Toàn vẫn là bác sĩ giỏi. Con phải biết nắm bắt cơ hội để con trở thành người đẹp. Lại còn miễn phí nữa. Trời ơi, không dễ gì có đâu con. Nha. Nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết. Đã tới đây rồi là phải hào hứng đi vô. Nhớ nghe con. Nghe. Nghe lời má đi. Nghe. Thôi được rồi. Lần này con sẽ nghe lời má. Con rất thích cuộc sống hiện tại của con lắm. Nhưng nếu sau khi phẫu thuật đời của con tươi sáng hơn thì sao? Đúng rồi. Bình thường con đã sáng rồi, mà bây giờ con phẫu thuật đẹp nữa thì con sẽ sáng hơn. À, bác sĩ Toàn về rồi. Bác sĩ Toàn. Bác sĩ Toàn. Dạ. Chào đi con, chào đi con. Dạ, dạ chào bác sĩ. Dạ, dạ. Chào cô. Bác sĩ, mẹ con tôi chờ bác sĩ từ sáng giờ. Dạ, đen gái tôi cũng Vân. Dạ. Dạ, Vân gái tôi. Tôi đi nhà bác sĩ có. Dạ, Vân gái tôi. Dạ, mời cô vô nhà. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vô trước. Bác sĩ thẩm mỹ là phải biết yêu thương, là biết coi những người xấu xí như tôi. Không có mấy người như tôi á, mấy người á chết đói nhăn nhằn ở đó mà chẳng nhở. Sao cô quyết định thay đổi như vậy? Không sợ tôi chấp nhặt những cái chuyện nhỏ nhặt mà trả thù cô sao? Em xin lỗi bác sĩ, hôm đó em hơi mất bình tĩnh. Đôi lúc em không kiểm soát được cơn giận của mình cho nên... Tôi á, trong những ca mổ hay lỡ tai lắm. Nhất là những người hay làm nhục tôi trước đây. Trời ơi, bác sĩ Khánh Toàn vẫn vui dễ sợ luôn á. Nhưng mà mũi dạ thì lái phải chịu đòn. Bác sĩ muốn làm nhục mẹ đi, đừng làm nhục con. Bác sĩ muốn làm nhục thì làm nhục tôi đi, đừng làm nhục gái tôi. Bác sĩ dòm đi, con gái tôi con Dân á, nó khờ dữ lắm. Trời ơi, nó nóng giận, nó la ào ào chứ nó có suy nghĩ. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Bác sĩ người lớn đừng chấp nhất nó nghe. Cho nó cơ hội đi, làm cho nó đẹp, thiệt là đẹp để nó đổi đời. Nó nuôi cả nhà tôi đó bác sĩ. Dạ bác sĩ thương dùm. 27 tuổi đó bác sĩ, mà không có ma nào dòm ngó tới. Tao nói nó ế, tao nói nó ế. Trời ơi, mà tao nói bác sĩ mà nghe tôi nói nó ế mà kéo dài là bác sĩ hiểu nó ế cỡ nào rồi đó. Năn nỉ bác sĩ đi con. Đi.
xin lỗi bác sĩ đi. Dân. Đấy, ê, trời ơi Dân, làm gì vậy? Con. Hả? Bác sĩ làm lại giống hôm bữa đi, coi như một đền một. Đồ bác sĩ đừng có lỡ tay trong phòng mổ nha. Muốn đẹp như vậy sao? Thật ra thì... Tôi đâu có tệ dữ vậy. Đàn ông mà, chấp nhất chi chuyện nhỏ nhặt. Dạ đúng rồi, bác sĩ Khánh Toàn là người quân tử, chấp nhất chi kẻ tiểu nhân. Dạ nếu mà bác sĩ không chấp nhất thì làm cho con gái tôi đẹp hơn. Dạ. Nói đi con, chỗ nào xấu nói bác sĩ làm cho đẹp đi con. Nói đi con. Sao rồi, cậu sẵn sàng xong chưa? Dạ, đương nhiên. Vậy thì được bao nhiêu phần trăm? Tất nhiên là 100% rồi. Trong từ điển của bác sĩ Toàn, chỉ có thành công không bao giờ thất bại. Cố lên nha anh, cố lên. Bác sĩ. Dạ, ra đây một chút ạ. Sao cô? Dạ. Cất uống cà phê nha bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, láng lại cho con gái tôi đẹp các bác sĩ. Ờ, thôi được rồi, tôi chị sau nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Coi nhà bắt lưng nè. Thôi em biết vậy thôi. Đi em. Ghê quá à. Làm gì mà chạy dữ vậy bay. Chào chị. Ủa cô là ai vậy? Nè. Chào mấy đứa. Sao vậy? Dạ ơi. Em đẹp lắm phải không? Cô là ai vậy? Chào cô. Chị lấy cho em ly nước nha. Trời, tôi yếu tay không được làm tôi hỏng ra. Ghê quá. Cô. Trời ơi, cái cô này là ai mà cô thấy ghê quá vậy? Ba. Ê, cô. Cô là ai vậy? Tự nhiên người vô nhà tôi vậy? Con nè ba. Ủa? Cô là ai mà tự nhiên vô nhà người ta như nhà mình vậy cô? Hả? Đâu ra vậy? Chị Hai nè, không nhận ra chị Hai hả? Tào lao. Cô làm sao mà là con gái của tôi được, nhận là con gái của tôi. Cô đừng có mạo danh vô nhà tôi có ý đồ gì á nha. Tôi nói trước á là nhà tôi không có gì đáng giá ngoài tôi với ba tôi đâu á nha. Ba, cái gì? Con nè. Con cái gì? Nè nè, con lại còn nhìn cái kiến tôi coi. Nè, cô giống người dân nhà tôi không rồi sao mình nói là con gái của tôi. Sao vậy tử? Giờ sao? Không biết được. Thôi mình tiếp tục đi. Dạ. Sao vậy? Sao vậy? Dân, đứng lại chờ má. Đứng lại. Cái gì vậy? Nè, tại sao bỏ chạy?
con có biết là má đã tốn bao nhiêu tiền cho bác sĩ Thính Toàn không? Sao con khùng vậy? Má ơi, con không muốn biến thành người khác đâu. Con chỉ muốn là con thôi à. Con không có ham biến thành người đẹp, cho nên con không thể nào nằm trên bàn mổ được. Má ơi, má cho con thêm thời gian suy nghĩ nha má. Trời ơi là trời, con ơi, con giết má rồi, biết bao nhiêu là tiền bạc của tôi. Dân ơi là dân. Giờ cậu còn cười nữa hả? Cậu lấy cái gì để chứng minh tay nghề của cậu đây? Cậu làm sao mà khách lại sợ hãi bỏ chạy như vậy? Làm sao bây giờ tôi dám đầu tư mở một thẩm mỹ viện riêng cho cậu chứ? Ba. Ờ. Trời ơi, anh lựa chọn khách hàng kiểu gì vậy? Sao để khách hàng bỏ chạy luôn là sao? Không có người này thì có người khác. Vậy là anh cũng thực sự không muốn phẫu thuật cho cổ đâu. Anh chỉ muốn giỡn chút xíu thôi. Giỡn cái gì mà giỡn kỳ vậy? Giờ là ba giận rồi đó. Ba em giận thì có sao đâu. Quan trọng là em đừng có giận anh là được rồi. Xạo quá. Ghét ghê. Đó, bây giờ làm phiền người ta phải năn nỉ ba lần nữa nè. Anh á. Lẹ lên. Có nhiêu đó cũng làm không xong. Nhanh lên đi. Ê. Đi vô, nhanh. Khánh, làm xong chưa? Dạ thầy. Xong chưa? Nãy giờ sao lâu quá vậy? Làm gần xong rồi thầy. Trời thầy, nước dơ quá trời dơ luôn thầy. Nè, làm cho sạch, cho kỹ nha. Dạ. Ngày mai tôi kiểm tra. Nếu mà làm dối á, tăng thêm hình phạt một tháng nữa. Rõ chưa? Dạ dạ em biết rồi thầy. Ê, ra đi, thầy đi rồi. Ờ. Ê. Hả? Đâu vậy? Đi về, thầy về rồi. Mày khùng hả? Mày làm xong chưa? Nhưng mà An còn phải đi học nữa. Muốn đi học á thì vô làm nhanh đi rồi về. Thôi. Mày không nghe ông nói hả? Sáng mai ông lên ông kiểm tra. Nếu mà dơ là mày làm giùm cho tao thêm một tháng nữa đó. Nhưng mà... Một. Hai. Vậy có phải ngoan không? Dân. Vậy con, 6 giờ rồi, vậy còn tập thể dục nữa. Lẹ lên, đi. Mà cái gì? Buồn ngủ quá. Sao? Ủa, ba đi từ đêm qua tới giờ mới về hả? Ừ, hôm qua ba có cú xe xa quá đi, nhưng đường cái nhiều tiền nên ba ráng. Ba đi đêm hôm nguy hiểm quá. Sao? Ba đừng có ham kiếm tiền quá. Nhà còn có con nữa mà. Hay là ba kiếm cái gì làm ở nhà đi, cả nhà mình cùng làm cho vui. Tào lao. Thôi dậy đi cô nương. Để rồi, dậy đi, vậy còn đi tập thể dục. Đi. Dạ. Lẹ lên. Nè, má con hôm qua đi đâu vậy? Hả? Có đi đâu đâu ba. Thôi nghe, ba biết rồi đó nghe. Nhưng mà cuối cùng thì con cũng đâu có làm đâu. Con vẫn y nguyên như cũ đây mà ba. Nguyễn Nghi Dân vẫn y nguyên nè. Ba nói thôi rồi đó. Tiền mất tật mang đó nghe. Hai má con bay khùng quá. Xấu đẹp là do mắt người nhìn thôi. Cái đứa mà nó lấy con về làm vợ á, mà chỉ vì hình thức bên ngoài thôi. Rồi sau này con già con xấu á, rồi nó đối xử với con sao? Hả? Nghĩ tới trước mắt không à, quyền lợi trước mắt không à, không nghĩ tới tương lai. Đúng là đàn bà. Cái suy nghĩ nó ngắn còn hơn cái lưng quần nữa.
Nhân. Dạ. Cảm ơn ba. Nè, nữa nè. Có ba mới hiểu con. Chào Dân, chị có chai sữa một tí em về, em nhớ ghé lấy nha. Dạ em cảm ơn chị. Chào em. Bye bye chị. Chào cô. Chào con. Dạ. Chào con. Phải cẩn thận chứ con. Cảm ơn chú. Chưa có trễ giờ mà, tập thể dục thì phải khoan thai thật. Dạ. Tại hôm nay công ty con có thông tin đặc biệt, cho nên con tính tập ít lại một chút để lên công ty nghe thông báo chú à. À, con tặng chú nè. Thôi chú không lấy đâu. Ôi chú cứ lấy đi mà, con tặng chú mà. Chúc chú một ngày tốt lành. Đi. Hay, hay lắm. Cuối cùng thì tôi cũng biết được bộ mặt thật sự của cậu. Tôi lại không thích những kẻ nham hiểm. Vậy thì quyết định như vậy đi. Tôi sẽ đầu tư cho cậu, nhưng đổi lại cậu phải tìm cách rời xa con bé Trúc. Hiểu không? Nghĩa thì đừng có đeo chân hạt. Coi chừng té. Tôi thấy rồi. Ông này ngày nay ông sao vậy trời? Tự nhiên bắt tôi dòm cái tấm này. Nè, đừng có nói bây giờ ông dạy tôi công dung ngôn hạnh nha. Tôi già đầu tôi hiểu hết nha. Bắt đầu dạy rồi đó. Tôi biết là đàn bà con gái cần phải làm như thế nào. Cái con Dân nhà mình là nó không cần đẹp, nó chỉ cần ba chữ thôi: công, ngôn, hạnh là đủ rồi. Là bao nhiêu người muốn nhào vô lấy nó làm vợ rồi. Bà coi trọng hình thức quá trời quá đất à. Bà có biết là nhà mình túng thiếu dữ lắm không hả? Bà xài thì cái kiểu đó lấy gì mà chịu nổi. Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi mà tại sao bà cứ làm vậy là sao? Ủa nãy giờ tôi nói có chữ nào lọt vào đầu của bà không vậy? Tôi nghe rồi, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, tôi nhớ rồi, chịu chưa? Nghe rồi, hiểu rồi, nhớ rồi. Vậy thì đừng bao giờ làm vậy lần nữa nha. Tiền không phải là lá rụng ngoài đường muốn chạy ra lụm là có nha. Bà còn làm chuyện tào lao vậy nữa hả? Là tôi cho bà ra đường làm lá rụng luôn á. Tôi biết rồi, nói hoài. Không được, không thể nào để cái tình trạng như vậy hoài được. Bà đưa hết tiền cho tôi đây. Chi vậy? Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi quản lý tiền bạc trong gia đình này. Mắc công lắm. Tiền chợ, tiền điện, tiền nước, tiền này kia đưa cho ông mắc công lắm. Thôi đi. Không có gì mắc công hết trơn hết trọi. Tiền chợ tôi đưa bà mỗi ngày hả? Còn tiền điện, tiền nước tôi đi đóng cho bà. Đâu có gì phải lo đâu. Đưa tiền đây, lẹ lên. Rắc rối lắm. Rắc rối cái gì? Không có nói nhiều. Đưa đi. Phiền phức lắm. Đi vô lấy tiền đưa cho tôi. Lẹ lên. Vậy cũng được nữa hả? Được. Được mới làm chứ. Tôi thua luôn á. Chờ đi. Con ơi. Con ơi con. Chú ơi chú. Sao chú cô? Ơi,
chú có thấy một đứa nhỏ, một đứa bé gái đó chú? Chú có thấy? Chú chỉ giùm con đi không chú. Không thấy chị ơi. Tập bé dài nó cũng hai cái bím. Thì chú, mà không chú thấy, thấy không chú? Hỡi con ơi, em ơi. Hả? Em có thấy không, đứa nhỏ không thấy? Đây. Tại sao Bí Ngô đi chơi với mẹ mà không đi cùng mẹ lại ra đây ngồi? Bí Ngô phải ngoan, chị dẫn em về với mẹ nha. Bí Ngô phải biết á, ở trong công viên rộng như thế này mà Bí Ngô ngồi một mình thì sẽ bị bắt cóc không? Có nhiều người bắt cóc trẻ con lắm á, Bí Ngô không sợ hả? Tại vì ở nơi đây có nhiều người bắt cóc trẻ em lắm á. Để chị dẫn Bí Ngô về nhà với mẹ nha. Đi. Sao vậy? Bí Ngô không ngoan. À, bây giờ cô Dân hát bài Bí Ngô yêu thích. Rồi Bí Ngô đi theo cô Dân ha. Trong ký ức tìm lại nhau nơi sâu kín đáo.